nó chưa chín lắm anh Tân, thấy không? À. Còn... cô này nó rụng xuống là mình hái đã, rụng đã. Kiếm cái cây em đập nó là bạn. Nó chưa chín mà anh Tân. Đập nó rụng rồi bạn. Wow. Trời ơi, cả cái chùm này nhiều quá ha. Bạch quả nè. Wow. Hái luôn nha. À, hái đi. Wow, lấy này này, có giá em hái được nè. Wow, thì có cái basket không? Basket mang ra đây. Thấy không, chưa như chùm ruột. Đẹp ha. Trời, cái này tươi luôn nè. Tươi luôn nè. Đây nè, cái chùm này nè. Ơ, ra hiện nè. Đây em thả cô em hái. Đúng, đúng, đúng. Đây, đúng, đúng. Có thể chồm lên. Ở đây nữa nè. Đáng quá. Kìa kìa, trên cái máy của anh Tâm kìa. Đây đây. Wow. Ôi trời, trái bự quá ha. Cái này trái lớn á. Wow, hay ha nè. Này đỡ một lượng nữa. Sạch lắm ha. Ôi chị cha, hai cái trái nữa mà thùng lù anh Tâm. Mấy cái cây mà quay cái nó nữa. Để cho em làm. Đây là một cuộc đi hái trái bạch quả for real. Wow. Rồi cái này mình hái đem về làm trà. Dạ. Rồi. Trà. Dạ. Con đây nè. À, nó không có bị giậm. À, nó không có bị giậm. Cái hộp nó đâu nó cứng lắm. Rồi em xuống rồi em, em cẩn thận. Đó, cái em tung cây nha. Em không ra. Ờ, đây này đâu có sợ dập đâu. Lấy... Trái lớn không mà. Xe là của nó đó. Phải không? À, nó nói của nó. Quá nhiều chứ. Oh my God.
Quá nhiều. Wow, look at this. Rồi sao nữa? Này là kim cô. Bạch quả. Cái hộp này nó giống hộp mà pistachio. Cái này luôn đúng không? Đúng rồi. Cái đó này em luộc lên cho nó này ăn vẫn bình thường, nó có hư rồi em, nó có tồn tại, nó nằm cái hộp, nó nằm em nó nằm lấy cái hộp luôn được, lấy được, em hút nguyên đem về xịt nó, hút nguyên cái luôn về xịt rửa nó sạch sẽ ra. Ok, nó cho em một cái này để em hút đây cho lẹ, cái này phải hai tay mình hút này, dập dập lâu mày hút rồi để cho Thanh Hương nói, Thanh Hương nói Bích Phương cho Bích Phương thấy. Hôm nay là không có lá vàng thôi. Luôn này. Dạ. Yeah. Mà nó hốt nó mà mình ăn hốt cái này đi. Nó quá mà nó có thôi em nhặt này hơn. À. Mà nó không vô cái hộp được đâu em, cái hộp nó cứng lắm. Yeah. Yeah. Về nhà sạch rửa nó sạch á. Nói cái này là hai cái tuần cuối thì sao đó, nó không rụng nhiều rồi đó. Chắc đây khoảng vài tuần trước là nó rụng nhiều lắm á. Đó, đúng rồi. Em nghĩ cuối tháng 10 là perfect. Ừ, cuối tháng 10 là good đó các bạn. Nhưng mà có điều mình muốn chụp hình lá thì đúng rồi. Bữa nay là ngày mấy? Ngày 4, mà không nghĩ chắc cuối tháng 10 cũng không good rồi, trước đó nữa. Đây là mùng 7. Mà chứ nó rụng hết rồi. Nếu như cái đám cây này là quá sớm rồi nè, cây này nè. Rụng hết rồi, đâu còn cây trái nào trên đó. Quá trời nhiều đây nè. Nó clean được every week luôn á, phải nó smell. Không, đương nhiên là nó lấy every day á. Every day luôn. Every week sao chịu nổi, nó đặc luôn á. Cái cây này cái trái nó bự nghe Trang. Yep. Trái này trái lớn nè. Yeah. Trái lớn này nó lớn không nè Trang. Cái cây này cái trái nó bự hơn nha. Nó bự hơn Trang. Cái trái hồi nãy. Dạ. Cũng là mới. Dạ. Trời ơi, cái đồng này nhiều quá này. Quá nhiều luôn á.
lượm hột thôi. Dài lượm hột. Trang qua đây Trang chỉ lượm thôi, hột hả Trang? Dạ. Hột này nè anh Tâm. Dạ. Đã bung ra rồi. Bỏ ra rồi. Và mình chỉ rửa sạch để đỡ thôi. Không lấy giờ nước xịt rửa nó lên. Nó có cái vỏ nữa mà em có cái vỏ nữa mà ra. Rồi mình lại xịt pressure rồi mình mới gọt nó ra rồi xong rồi mình luộc. Mình ăn cái bên trong mà thì phải quả cái vỏ nó là đó. Chưa đâu, chưa đủ đâu. Không, mình bớt kia nữa. Kia được ra ha đi. Mình không có được nấu nhiều nha. Không có tốt đúng không? Một cái nồi chè mình bỏ khoảng chừng 50 hột thôi. Chứ mình cũng không có phải làm nhiều. Được rồi ha đi, mình có nhiều quá. Có nhiều lúc hai. Bữa nào em muốn đi. Ăn đâu hết đâu, em ăn qua năm sau luôn. Đi lấy cái cây thọc cái trái cây á, đem thọc cái cây nhỏ nãy được rồi. Không, nhưng mà em nghĩ khoảng chừng 1-2 tuần nữa em đi là nó rụng hết rồi. Nó đâu rụng khi nó quét nữa hết rồi. Còn giờ còn thấy con cây nữa hả? Không, nhưng mà mình nhớ rồi sau năm cái đường là ok. Đường này là đắt giá nhất. Có giá nhất đó. Trái nó bự á. Được rồi. Tính là chưa được vỏ này mà. Ở bên kia, à, hồi nãy có một vỏ rồi. Dạ, vỏ nữa. Hồi nãy có. Nhưng kia đâu có nhiêu cả này à. Hồi nãy có nửa chưa vỏ được rồi. Chưa được half à. Kia just half. Chưa được half, còn 3. Half basket. This is one basket. I think that we have one full basket. Được rồi. Nhớ lời Phật dạy, không được tha. Đi. Đi. Đủ rồi. Biết đủ là được rồi, biết đủ là được rồi. Là một ít gì rồi. Nhà làm đây nè. Tân hương lại coi mấy cái trái nào này nó còn ok không? No honey, no dog honey. That's it. Tân sẹp tên cho xem mình nó hơi dơ đó. Không, cái hộp nó không ok không sao á. Anh
cái trái này bự này thì đấy, cái em thấy em cái em có cái hộp cái trong đấy. No, xin lỗi em phải ở cái ham nè, cái bự không à? Ham quá. Đây thì nhặt mấy trái bự. Cái năm mình đi chỉ gặp một cái chen chen. Cũng lạnh lắm, không tối thì mẹ mới xin nhé.